Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 25 tháng 9 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,1% sau khi đã tăng mạnh tới hơn 1% trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại treo cao kỷ lục 2.659,5 đô la Mỹ trên một ounce. Trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, có thời điểm giá vàng trên thị trường thế giới đã vượt 2.660 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm mạnh đứng ở mức 100,35 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng đứng ở mức 64.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,733% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 71,5 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Theo Chủ tịch Ngân hàng Chicago Alton Gowanby cho biết, ông kỳ vọng sẽ có nhiều đợt cắt giảm hơn nữa trong năm tới, khả năng cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo của Fed và các biện pháp của Trung Quốc đang đẩy giá vàng đi lên. Luôn có nguy cơ điều chỉnh giá, nhưng có thể là nhỏ vì các nhà đầu tư đã bỏ lỡ đợt tăng giá sẽ coi đây là cơ hội để tăng thêm rủi ro. Theo nhà phân tích Giovanni Stonovo của ngân hàng UBS cho biết, nhà phân tích cấp cao tại ActiTrade Ricardo Algarita cho biết, trọng tâm của thị trường sẽ đổ dồn vào phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong ngày thứ Năm và dữ liệu PCE của Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu. Nếu những sự kiện này củng cố triển vọng ôn hòa, giá vàng có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng. Vàng đã tăng giá sau khi mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hay gọi là PBOC công bố gói kích thích lớn nhất kể từ khi mà đại dịch COVID-19 vào ngày thứ Ba. Theo Reuters cho biết, gói kích thích rộng hơn dự kiến, cung cấp thêm nguồn tài trợ và cắt giảm lãi suất đánh dấu nỗ lực mới nhất của các nhà hoạch định chính sách nhằm khôi phục niềm tin vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau một loạt dữ liệu đáng thất vọng làm dấy lên lo ngại về tình trạng suy thoái cơ cấu kéo dài. Theo PBOC cho biết, họ dự kiến sẽ cắt giảm thêm 20 đến 50 điểm cơ bản vào cuối năm. Trong khi đó, xung đột quân sự giữa Israel và Hezbollah đang nóng lên nhanh chóng với các cuộc không kích của Israel vào Liban vào tuần này đã được coi là dữ dội nhất kể từ năm 2006. Tình hình này đang duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng và bạc. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, điều mà giới quan sát lo ngại là Trung Đông sẽ trở nên hỗn loạn trong một thời gian dài. Xung đột lần này có thể thay đổi toàn bộ cục diện của khu vực này. Nhiều dự báo cho rằng căng thẳng tại Trung Đông có thể sẽ kéo dài, lan rộng và khốc liệt, giá vàng sẽ hưởng lợi từ những bất ổn như vậy. Mặc dù đã tăng rất mạnh khoảng 28% kể từ đầu năm, nhưng vàng được dự báo sẽ còn tiếp tục leo thang và lập đỉnh cao mới từ nay đến cuối năm và cả năm sau 2025. Vàng có khả năng lên mức 2.700 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm nay và sẽ lên 3.000 đô la Mỹ trên một ounce trong nửa đầu năm sau. Vàng được dự báo tăng giá không chỉ vì đồng đô la Mỹ suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng, mà còn do sức cầu đến từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ. Thị trường vàng sắp vào mùa cao điểm khi lễ Giáng sinh và mùa cưới tại châu Á sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Trong khi nguồn cung vàng miếng SJC ở mức độ vừa phải được bán thông qua các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, bên cạnh đó, vàng nhẫn bột số 9 luôn trong tình trạng cháy hàng, nhu cầu thu gom mua vàng nhẫn bột số 9 của người dân trên thị trường tự do đã tăng lên. Cụ thể, khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC và mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống tăng mạnh. Với mặt hàng vàng miếng, hiện tại mua vào mức 81,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,50 triệu đồng trên lượng, tăng 1.500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra khi mà khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức giá này đã áp dụng cho công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và áp dụng cho hầu hết các hệ thống kinh doanh khác tại thị trường trong nước. Chỉ có riêng hệ thống vàng Mi Hồng là mua vào mức 82,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,50 triệu đồng trên lượng, cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại 1 triệu đồng trên một lượng tại chiều mua vào. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì trong xuống tăng, tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,30 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 80,54 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,64 triệu đồng trên lượng.
Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 80,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,65 triệu đồng trên một lượng, tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào, 450.000 đồng trên một lượng bán ra. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào mức 80,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,50 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.400 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.770 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 30 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.970 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.070 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Phần cuối cùng bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000, tăng 1.500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 150.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000, tăng 150.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Phú Quý SJC mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000, cùng tăng 150.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Với các hệ thống này, Mi Hồng SJC mua vào 8.250.000, bán ra 8.350.000, tăng 130.000 chiều mua, 150.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000, tăng 150.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại tăng 1.500.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 150.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. SJC Huế mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. STC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8 triệu, bán ra 8.130.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 8 triệu, bán ra 8.140.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.990.000, bán ra 8.090.000. Vàng 24K mua vào 7.809,9 nghìn, bán ra 8.009,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.833,1 nghìn, bán ra 6.083,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.481,9 nghìn, bán ra 4.331,9 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.138,9 nghìn, bán ra 3.388,9 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.